Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc đình chỉ hoạt động của trường Quốc tế Mỹ Việt Nam sau ngày 15 tháng 6 nếu trường này không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định. Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 31 tháng 5. Theo ông Hồ Tấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian đình chỉ hoạt động trường Quốc tế Mỹ Việt Nam dự kiến trong 12 tháng. Đại diện Sở Giáo dục đào tạo thành phố cũng cho biết, theo quy định, trường học muốn hoạt động phải đáp ứng đủ hai điều kiện, gồm có đủ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nguồn lực tài chính được quy định tại nghị định 46 của chính phủ. Tuy nhiên trường quốc tế Mỹ Việt Nam hiện chưa đáp ứng được hai tiêu chí này. Ông Minh cho biết, trường hợp bị đình chỉ hoạt động, học sinh sẽ chuyển sang trường khác trong danh sách mà sở đã chuẩn bị, bao gồm tất cả những trường công lập, tư thục đang giảng dạy chương trình tú tài quốc tế IB. Những trường này đều có thể tiếp nhận học sinh, trừ những trường đã đủ chỉ tiêu. Bên cạnh đó, trong quá trình bị đình chỉ, nếu trường quốc tế Mỹ Việt Nam khắc phục được, sở sẽ đề xuất cho phép hoạt động trở lại. Trước đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phải có quyết định phù hợp về việc trường này có tồn tại hay không. Việc này cần được đưa ra sớm để phụ huynh học sinh có lựa chọn phù hợp, tránh việc đình chỉ, nhưng phụ huynh không có nơi để đăng ký học cho con, gây bức xúc. Cũng liên quan đến vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam sẽ không được tuyển sinh trong năm học 2024-2025. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo gửi trường Quốc tế Mỹ Việt Nam về việc trường không được tuyển sinh các lớp đầu cấp, lớp 1, lớp 6, lớp 10 và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học 2024-2025. Động thái của sở dựa vào quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 và xét các điều kiện tuyển sinh của trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Thông báo của Sở Giáo dục đào tạo cho biết, nhà trường hiện vẫn chưa có phương án khả thi để cải thiện tình hình hoạt động năm học 2023-2024. Bên cạnh đó, trường vẫn chưa đảm bảo được đủ các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục Sở thông báo trường quốc tế Mỹ Việt Nam chưa đủ điều kiện xem xét giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025. Trường quốc tế Mỹ Việt Nam được thành lập năm 2006, đặt tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Học phí của trường là 280 đến 725 triệu đồng một năm tùy cấp học. Thời gian qua, trường quốc tế Mỹ Việt Nam vướng lùm xùm về vấn đề tài chính. Nhiều phụ huynh đã kéo đến đề nghị trường thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn. Ngày 18 tháng 3, toàn bộ học sinh của trường phải nghỉ học do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương. Để trường có thể hoạt động bình thường đến tháng 6, chủ trường quốc tế Mỹ Việt Nam kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm 9,5 đến 25,5 triệu đồng một học sinh mỗi tháng. Tuy nhiên, số kinh phí cần duy trì đến tháng 6 là 125 tỷ đồng, nhưng tính đến mùng 4 tháng 5, chỉ gần 750 phụ huynh đóng góp hơn 31 tỷ đồng. Vì thế, trường đã phải kết thúc năm học sớm trước một tháng. Riêng học sinh lớp 12 vẫn cần đến trường ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tú tài. Trước đó vào chiều ngày 21 tháng 3, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thủy Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong buổi làm việc với phụ huynh trường quốc tế Mỹ Việt Nam, các phụ huynh mong muốn được tiếp quản điều hành trường. Bà Lê Thụy Mỹ Châu cho biết, trường quốc tế Mỹ Việt Nam thuộc loại hình trường tư thục, trú đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với 3 cấp học. Đơn vị có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam. Sự việc giáo viên không đến trường đã xảy ra từ ngày 4 tháng 3 với 53 giáo viên xin nghỉ vì lý do nghỉ bệnh, đến ngày 20 tháng 3, toàn trường có 85 giáo viên không đến trường. Ngày 11 tháng 3, Sở tiếp tục làm việc với hiệu trưởng nhà trường về phương án sắp xếp học sinh khi giáo viên nghỉ dạy. Một tuần sau, giáo viên của trường đồng loạt nghỉ việc khiến học sinh toàn trường phải tạm nghỉ. Sở đã yêu cầu trường báo cáo phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Đồng thời, Sở đã thành lập đường dây nóng và một tổ công tác để tiếp nhận phản ánh của phụ huynh. Theo Bà Châu, qua các buổi làm việc với chủ trường, trường cho biết đang gặp vấn đề khó khăn tài chính từ khi dịch Covid-19 đến nay, trường đang chờ các quỹ đầu tư vào tái cấu trúc trường nên dẫn đến việc nợ lương giáo viên. Bà Châu cho biết thêm, trong buổi làm việc với Sở sáng 21 tháng 3, bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam đã cam kết với Sở, trong một tuần tiếp theo, bà sẽ kêu gọi các quỹ đầu tư để tái cấu trúc trường, duy trì hoạt động giáo dục và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu không thể duy trì hoạt động của trường. Trước đó ngày 18 tháng 3, toàn bộ học sinh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam phải nghỉ học do hầu hết giáo viên không đến trường giảng dạy vì các khoản lương bảo hiểm chưa được thanh toán. Đến ngày 19 tháng 3, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam thông báo hoạt động lại. Tuy nhiên theo các phụ huynh, phần lớn học sinh đến trường được chia ra ngồi tự học, chơi ở căng tin, thư viện, sân bóng. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường xong phải quay lại đón con. Thời gian qua, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vướng lùm xùm về vấn đề tài chính nhiều phụ huynh đã kéo đến trước cổng trường đề nghị được gặp chủ tịch hội đồng trường yêu cầu bà Nguyễn Thị Út Em thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn. Những phụ huynh này cho biết có con từng học tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam được đào tạo chính khóa và miễn học phí trong suốt thời gian học tại trường. Điều kiện là phụ huynh sẽ phải cho trường vay tiền. Nhà trường sẽ hoàn trả số tiền vay kể từ khi học sinh học hết lớp 12 và hoàn tất thủ tục chấm dứt chương trình đào tạo chính khóa hoặc hoàn tất các thủ tục ngưng học tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho hay, con kết thúc thời gian học tại trường đã lâu, nhưng họ vẫn chưa được hoàn trả tiền. Các cơ quan chức năng đã cấm bà Nguyễn Thị Út Em xuất cảnh do nợ thuế thu nhập cá nhân. Trường quốc tế Mỹ Việt Nam bị đình chỉ tuyển sinh năm học tới, cho đến khi các nhà đầu tư giải quyết các vấn đề tài chính, nhân sự, ổn định dạy học. Trường quốc tế Mỹ Việt Nam được thành lập năm 2006, hiện có hơn 1.310 học sinh, phần lớn theo học chương trình IB. Học phí của trường là 280 đến 725 triệu đồng một năm tùy bậc học. Theo tổ chức sở hữu chương trình IB, toàn thế giới có gần 5.800 trường phổ thông dạy chương trình này, hơn 1.200 đại học chấp nhận bằng IB trong tuyển sinh đầu vào. Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết đã dùng vốn của chủ đầu tư và huy động từ phụ huynh để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất. Trường đóng phí chương trình IB, vận hành xe đưa đón học sinh nhưng không thu tiền. Những khoản đầu tư nhằm đáp ứng quy mô 4.000 học sinh, nhưng trường chỉ tuyển được một nửa, mức học phí cũng chỉ vừa đủ hoặc thấp hơn chi phí đầu tư cho mỗi học sinh. Chủ đầu tư trường khẳng định không đầu tư gì khác ngoài giáo dục. Với khó khăn trên, công ty mất thanh khoản, dẫn đến trả chậm lương cho gần 260 giáo viên nhân viên và chậm hoàn tiền hợp đồng đầu tư của phụ huynh. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam, vừa tiếp tục gửi thư ngỏ cảm ơn trong đó cho biết cập nhật đến ngày 16 tháng 4 năm 2024, tài khoản ngân hàng đồng dự hữu hai bên giữa Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và có sự giám sát của đại diện cha mẹ học sinh đã ghi nhận được tổng các khoản thu hỗ trợ và các khoản phí khác là hơn 30,6 tỷ đồng. Nhà trường cam kết khi thực hiện phương án tái cấu trúc, số tiền này sẽ được trường hoàn trả theo yêu cầu của phụ huynh. Bản chính giấy xác nhận về khoản tiền đóng góp của phụ huynh từ trước đến nay sẽ gửi đến phụ huynh trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên theo phụ huynh, đến nay họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía trường quốc tế Mỹ Việt Nam và nhà đầu tư mới. Đại diện tổ công tác liên ngành cho hay, tập đoàn DMH Capital Group nhiều khả năng còn có thêm nhà đầu tư khác dự định đầu tư tái cấu trúc trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.